biết rồi. Em giàu được không? Vui nhỉ? Đây, bà lấy tóc cho bé đây. Nè. Vui thế nhỉ? Ăn đi xong bà lấy khoai tây cho mình nha. Con mẹ, mẹ ăn. Mẹ ăn khoai tây nhá. Mua này bé ăn khoai tây đó. Nóng nóng. Nóng khỏi. Mua này bé ăn khoai tây đó. Nóng quá. Nhưng mà cơm ngon à? Bà ấy nóng quá. Nóng nóng thì phải nóng lên tầm 4 kiểu gì đấy. Thế à? Vâng. Đây bà bắt cho nó nguội nha mình nha. Thôi. Bà bắt khoai tây lên cho nguội nha. Đây chỗ ăn được. Khoai tây, khoai tây, khoai tây của bé. Đây khoai tây của bé à, khoai tây của bé đây. Chào tiếp bà, còn lấy nữa ăn xong rồi không? Tụi mình không thào cái cặp ra à? Vâng, còn lấy thôi, ăn thôi, không thể biết không? Mấy giờ rồi nhỉ? Mấy giờ rồi, mấy giờ. Ôi, em bé làm miếng to đấy. Con ừ, bé ăn đi. Đây bố chụp đây. Nhâm 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 nhâm. Ngon. À ờ rồi. Nuốt đi. Rồi. Bé ăn tiếp đi. Miếng nhỏ thôi. Đây, mấy chụp ảnh đây. Nếu mà không ăn thì tí cháu ăn, em không ăn thì cháu ăn. Ngon nhé.